Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày trọng đại đối với toàn dân tộc Việt Nam. Chiếc tăng T-59 số hiệu 390 của Trung đoàn Thiết giáp 203 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập như một lời tuyên cáo chính thức kết thúc hơn 20 năm chiến đấu giải phóng toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi kế hoạch xâm lược bị phá sản hoàn toàn vào mùa xuân năm ấy, quân đội Mỹ và đồng minh đã phải từ bỏ tất cả từ chức quyền, của cải cho đến vũ khí để tháo chạy khỏi Việt Nam. Đặc biệt, Mỹ đã phải ngậm ngùi bỏ lại số tài sản trị giá lên tới 40 tỷ đô la ở Việt Nam để lên đường tháo chạy. Vậy tới giờ, khối tài sản siêu khủng đó đang nằm ở đâu và số tiền đó đã được Việt Nam sử dụng như thế nào? Nếu quý vị có cùng thắc mắc về câu hỏi này, hãy ở lại và tiếp tục theo dõi video để tìm câu trả lời nhé. Nếu thấy video này hữu ích, quý vị hãy dành tặng chúng tôi một nút thích để chúng tôi thêm động lực tiếp tục chia sẻ những nội dung giá trị đến quý vị nhé. Xin cảm ơn sự đồng hành ấm áp của quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá những điều thú vị sắp tới nhé. Quý vị thân mến, không lâu sau khi giành thắng lợi trước thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954, Việt Nam lại rơi vào cảnh bị chia cắt. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ hậu thuẫn, quyết tâm dập tắt phong trào đấu tranh đòi độc lập ở miền Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Mỹ đã giúp họ xây dựng được một đội quân hùng hậu hoàn toàn do Mỹ trang bị. Trong giai đoạn này, ta hơn hẳn địch cả về thế chiến lược lẫn lực lượng quân sự chính trị. Ngay sau khi thế chân Pháp tại miền Nam Việt Nam, Mỹ thực hiện viện trợ ồ ạt, cung cấp toàn bộ vũ khí, trang thiết bị quân sự cho quân đội bản địa. Ngoài ra, bằng viện trợ trực tiếp và các cơ chế ưu đãi cho giới tư bản miền Nam, thân chính quyền Sài Gòn, Mỹ đã đổ một lượng hàng tiêu dùng khổng lồ vào đây, tạo dựng một bức tranh phồn vinh nhưng bên trong hầu như không có động lực phát triển kinh tế. Nguồn viện trợ khổng lồ và gần như không hoàn lại đã tạo điều kiện cho vô số quan chức, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa kiếm bộn tiền nhờ tuồn hàng ra hệ thống chợ đen ở Gia Định, chợ lớn, Tây Ninh. Từ những mặt hàng thiết yếu như thuốc men, thực phẩm đến cả vũ khí cũng đều có thể đem bán nếu khách mua có đủ tiền. Không chỉ có vậy, sau khi quân đội Mỹ chính thức tham chiến, không thiếu trường hợp binh lính Mỹ cũng bòn rút hàng hóa trong kho đi tiêu thụ với phương châm lấy vũ khí địch đánh địch. Nguồn cung này là vô cùng hữu ích cho lực lượng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Hầu hết vật tư chiến tranh quân giải phóng mua từ nạn tham nhũng của Việt Nam Cộng Hòa được chở đến các kho tàng bí mật trong vùng giải phóng. Dĩ nhiên, sự mất mát về vật tư chiến tranh chỉ là vấn đề nhỏ với Mỹ vì có thể bù đắp dễ dàng nhờ nền công nghiệp đứng đầu thế giới. Nhưng một nghịch lý xảy ra là bao nhiêu hậu cần cấp cho quân Mỹ và chư hầu cũng là không đủ. Trong khi chỉ một chút vũ khí trưng dụng từ đối thủ, sức chiến đấu của quân giải phóng miền Nam Việt Nam lại tăng lên rất nhiều. Trong giai đoạn này, ta hơn hẳn địch cả về thế chiến lược lẫn lực lượng quân sự chính trị. Xác định thời cơ đã đến, dù Mỹ có tăng viện trợ cũng không thể cứu vãn được sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn. Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm thực hiện tổng công kích, tổng tiến công trong thời gian sớm nhất, tốt nhất kết thúc trong tháng 4 năm 1975. Phải hành động thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, các đơn vị tác chiến đã vào vị trí tập kết, sẵn sàng chiến đấu tổng tấn công trên khắp các hướng. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch. 5 cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não. Tối 28 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn họp đánh giá tình hình trên toàn mặt trận, bàn cách đánh sao cho thật nhanh, chắc thắng, dập tan ngay hệ thống tổ chức ngụy quân, ngụy quyền, đồng thời phải đảm bảo thành phố ít bị tàn phá, nhân dân thành phố ít bị thiệt hại về người và của. Cuối cuộc họp, Đại tướng Tư lệnh Chiến dịch Văn Tiến Dũng ra lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận vào 5 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975. Đúng giờ, pháo ta ào ạt, dội lửa xuống các căn cứ quân sự ngụy trong thành phố. Ngày 29 tháng 4, ta đã đánh chiếm thì địch phản kích quyết liệt. Ta lần lượt chiếm được các cứ điểm quan trọng trên đường tiến công. Lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390 của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Xe tăng đi đầu mang số hiệu 843 do chỉ huy Trung úy Bùi Quang Thận điều khiển, quay nòng pháo nhấn ga húc vào cánh cổng bên trái từ ngoài vào. Do đột ngột gặp sức cản lớn nên xe chết máy.
Chiếc xe tăng mang số hiệu 390 do chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy đi sau vượt lên lao vào húc đổ cánh cổng chính của Dinh Độc Lập. 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4, đồng chí Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ của chính quyền Ngụy xuống và thay bằng lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đặt dấu chấm hết cho chính quyền Ngụy Sài Gòn. Cùng lúc đó, một số cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66 do Trung đoàn Phó Phạm Xuân Thệ chỉ huy tiến vào Dinh Độc Lập, nhanh chóng đến phòng khánh tiết, nơi Tổng thống Dương Văn Minh, người vừa giữ chức Tổng thống chính quyền Ngụy được 2 ngày, cùng các thành viên của chính quyền Ngụy đầu hàng. Dương Văn Minh và những người này được đưa sang Đài Phát thanh Sài Gòn để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. Vậy hình ảnh lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập gợi lên những cảm xúc nào trong lòng quý vị? Quý vị có nghĩ rằng khoảnh khắc lịch sử này đã khắc sâu ý nghĩa gì đặc biệt trong trang sử chiến tranh Việt Nam ta? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé! Trước các cuộc tấn công mạnh mẽ của lực lượng cách mạng từ tháng 3 năm 1973, CIA đã nhận định rằng Việt Nam Cộng Hòa, một chính quyền mà Mỹ đã dồn tiền, dốc lực dựng lên, đã đến hồi lâm chung. Mỹ nhận ra rằng đã quá muộn để làm bất cứ chuyện gì nhằm lật ngược tình thế. Chính phủ Mỹ thúc ép Quốc hội tăng viện trợ khẩn cấp để sử dụng lực lượng quân sự di tản và bảo vệ sự sống cho chính quyền Mỹ Ngụy tại Sài Gòn. Thời gian tồn tại của chính quyền Ngụy chỉ được tính theo ngày. Cơn lốc kinh hoàng của cuộc di tản được gọi là cuộc hành quân của người liều mạng, bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 năm 1975 khi đánh hơi được mùi thua trận. Anh Mỹ, em Ngụy đã dắt díu nhau chạy khỏi Sài Gòn, biến thành phố nhộn nhịp trở nên vô cùng hỗn loạn và bất an. 15 giờ ngày 29 tháng 4, cuộc di tản bằng trực thăng do Hạm đội 7 Thái Bình Dương điều động bắt đầu. Trực thăng lớn C-53 di tản nhân sự tại sân bay Tân Sơn Nhất, ưu tiên cho nhân viên thuộc phòng tùy viên quốc phòng. Trực thăng C-47 nhỏ hơn di tản nhân sự tại tòa đại sứ. Một lực lượng lớn không quân Hải quân Mỹ gồm 35 tàu chiến và hàng trăm máy bay các loại đã được điều động trong chiến dịch di tản Frequent Wind bắt đầu vào ngày 29 và 30 tháng 4. Tuy nhiên, do số lượng người và trực thăng bay ra Hạm đội 7 vượt quá ngoài dự kiến, phía Mỹ buộc phải đẩy bớt trực thăng xuống biển để lấy chỗ trống cho các chiếc tiếp theo có thể hạ cánh an toàn. Theo như giới chuyên gia và các nhà sử học trên khắp thế giới tính toán, tổng cộng Mỹ đã đẩy xuống biển số lượng trực thăng tương đương với 10 triệu đô la trong chiến dịch di tản cuối cùng khỏi miền Nam Việt Nam. Quy ra tỷ giá hiện tại, Mỹ đã ném xuống biển Đông khoảng hơn 56 triệu đô la. Toàn bộ số trực thăng này đều trong trạng thái tốt, vừa thực hiện chuyến bay dài từ đất liền ra Hạm đội 7. Nhiều trực thăng cỡ lớn không thể hạ cánh trên các tàu khu trục nhỏ, nên phi công phải lưu minh hạ cánh thẳng xuống nước. Tất nhiên, số lượng trực thăng trị giá hàng chục triệu đô la này, dù vẫn còn trong trạng thái hoạt động rất tốt, đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển Đông và không bao giờ được vớt lên. Truyền thông Mỹ đã phải sử dụng những hình ảnh này để người Mỹ bàng hoàng nhận ra rằng họ đã chính thức thua trận và chính quyền đồng minh bù nhìn do Mỹ dựng lên đã chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Mọi kế hoạch, hành động và âm mưu trước đó từng được Mỹ sử dụng để rút lui trong danh dự khỏi chiến tranh Việt Nam giờ đây đã không còn. Thay vào đó là hình ảnh hỗn loạn tan tác. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái giá đắt nhất mà Mỹ phải trả. Con số thực tế về tổn thất không chỉ dừng ở 56 triệu đô la mà đã lên tới 40 tỷ đô la. Hẳn quý vị cũng đang thắc mắc liệu ông lớn này đã đãng trí đến cỡ nào mà có thể quên hàng chục tỷ như thế ở Việt Nam. Nhưng trong lúc cấp bách như ngày ấy, chỉ cần chậm chân một chút thì sẽ khó mà về được đất mẹ, nên chẳng ai còn để ý đến 40 tỷ là gì nữa. Pha thiệt hại nặng nề này phải nói là một vố đau điếng cho chính quyền Mỹ vì họ đã mất quá nhiều vũ khí trên chiến trường Việt Nam. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là cuộc chiến lớn nhất, kéo dài nhất, ác liệt nhất và tốn kém nhất của nước Mỹ. Trong cuộc chiến này, Mỹ đã sử dụng những vũ khí tối tân nhất thời bấy giờ để hạ bệ quân ta. Chỉ tính từ khoảng thời gian từ năm 1965 đến tháng 1 năm 1973, Mỹ đã huy động một khối lượng vũ khí khổng lồ với khí tài kỹ thuật cực kỳ khủng khiếp. Về máy bay, Mỹ đã dùng 75 kiểu loại. Ở thời kỳ đỉnh cao sau ngày 30 tháng 3 năm 1972, Mỹ đã huy động 1.270 máy bay chiến đấu, chiếm 31% tổng số máy bay chiến đấu của Mỹ. Về tàu chiến, Mỹ đã sử dụng tại vùng biển Việt Nam lúc cao nhất 65 tàu chiến và tàu đổ bộ, trong đó có từ 3 đến 5 tàu sân bay công kích, 3 đến 5 tuần dương hạm.
Hải quân Mỹ đã tập trung cho hạm đội 7 tới 6 tàu sân bay công kích, 5 tàu tuần dương và 55% của tổng số 9 chiếc. Đây là lực lượng Hải quân Mỹ được tập trung lớn nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Về thiết giáp, pháo binh và tên lửa, Mỹ đã sử dụng 18 loại xe tăng thiết giáp, 17 kiểu loại pháo binh và 122 kiểu loại tên lửa trong chiến tranh ở Việt Nam. Ở thời kỳ đỉnh cao năm 1968 đến năm 1969, Mỹ đã huy động đến miền Nam Việt Nam 24 tiểu đoàn thiết giáp, trong đó có 950 xe tăng và 83 tiểu đoàn pháo binh với 1.412 khẩu pháo. Về bom mìn và hóa chất, Mỹ đã sử dụng 14 loại bom mìn, 20 loại lựu đạn, đạn hóa học, bom cháy. Tại miền Nam Việt Nam, 45,26 triệu tấn chất độc hóa học và khoảng 338.000 tấn bom napalm đã được sử dụng. Từ năm 1965 đến tháng 8 năm 1973, Mỹ đã dùng 7.882.547 triệu tấn bom đạn không quân ở Đông Dương, trong đó khoảng 3.770.000 tấn ở miền Nam Việt Nam và 937.000 tấn ở miền Bắc Việt Nam, số còn lại ở Lào và Campuchia. So sánh với chiến tranh Triều Tiên, số bom đạn mà không quân Mỹ sử dụng ở Đông Dương gấp 12 lần và gấp 3,8 lần số lượng Mỹ đã sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Để làm được điều đó, Mỹ đã tiêu tốn cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 400 tỷ đô la, gấp 20 lần chi phí của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Triều Tiên và gấp 2 lần chi phí của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 là 250 tỷ đô la. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết của ba nước Đông Dương và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân Việt Nam đã làm thất bại âm mưu xâm lược với những vũ khí tối tân nhất của Mỹ. Cuộc tháo chạy của Mỹ và bè lũ tay sai đã để lại gần như toàn bộ số vũ khí chúng gửi tới Việt Nam, và nhiều món trong số đó đã trở thành xương sống của quân đội Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến sau này. Chiến lợi phẩm hàng đầu đối với ta khi đó không khác chính là xe thiết giáp M113. Tính đến đầu năm 1975, trong biên chế quân đội Việt Nam Cộng Hòa có khoảng trên 1.500 chiếc M113. Sau chiến thắng của ngày giải phóng, quân ta đã thu giữ được phần lớn trong số đó. Khoảng 500 xe thiết giáp M113 còn được sử dụng đã được đưa vào biên chế lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam. Không những vậy, ta còn tự cải tiến hệ thống vũ khí trên M113. Vào những năm 70, M113 là cái tên rất thành công trong ngành quân sự vì là chiếc xe thiết giáp có bánh xích lớn nhất. Tính đến năm 1978, hơn 40.000 chiếc xe này đã được sản xuất và bán rộng rãi cho các đồng minh của Mỹ. M113 có mặt ở ít nhất 30 quốc gia và được trang bị hỏa lực chính là súng máy Browning, được đặt trên một tháp pháo ở nóc xe với một người điều khiển hướng bắn. Tuy nhiên, vị trí này lại khiến cho người bắn chính trở thành mục tiêu dễ bị hạ gục. Một ưu điểm quan trọng là lớp giáp trên của nó không có quy trình làm cứng và tô luyện, giúp đơn giản hóa quá trình sản xuất các bộ phận áo giáp. Bộ phận duy nhất làm bằng hợp kim thép nguyên chất là cấu trúc lá chắn bảo vệ xạ thủ súng máy trên nóc xe. Tuy nhiên, vì lớp giáp bằng hợp kim nhôm dày tối đa chỉ 38 ly, xe thiết giáp M113 thực sự không phải là đối thủ của các loại súng và mìn chống tăng mà quân giải phóng được trang bị. Trong đó nổi bật nhất có thể kể đến súng chống tăng B40. Vậy nên nó chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ chính là bảo vệ binh lính di chuyển trên chiến trường trước các vũ khí bộ binh. Một đặc tính khác của M113 là khả năng bơi mà không cần bất cứ chuẩn bị gì ngoài việc nâng tấm chắn nước ở phía trước xe để ổn định khi bơi. M113 bơi trong nước nhờ sự chuyển động của xích. Năm 1975, M113 chính thức gia nhập hàng ngũ tăng thiết giáp quân đội Việt Nam và bộ đội ta đã tân trang lại xe. Ví dụ như gắn thêm súng DKZ 106 ly M40 hoặc DKZ 75 ly K56. Tiếp đó, Việt Nam đã thay thế đại liên Browning 50 của Mỹ bằng đại liên 12 ly 7 của Nga. Số xe thiết giáp này đã xuất trận với quy mô lớn và rất hiệu quả trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1977 đến năm 1979. Có lúc lấn át cả vai trò của các loại xe bọc thép khác do Liên Xô và Trung Quốc chế tạo. Nhờ xe bọc thép M113, quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng giành ưu thế áp đảo trước Khmer Đỏ. Vào năm 2001, nước ta đã tiến hành sửa chữa tổng thể và nâng cấp khoảng 80 xe bọc thép M113. Việc nâng cấp và sửa chữa được thực hiện bằng một số linh kiện mua từ các nguồn thương mại và tận dụng linh kiện thu được từ thời chiến tranh Việt Nam.
Tính tới nay, một trong những công trình nghiên cứu ghi nhận được nhiều sự quan tâm và có tính ứng dụng cao nhất là phiên bản M113 với cối 100mm, biến loại xe này từ thiết giáp chở quân thành cối tự hành. Hiện nay, M113 vẫn là lực lượng cốt yếu trong binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam. Bên cạnh M113, ta còn thu được loại xe tăng chủ lực tốt nhất của Mỹ thời bấy giờ, tăng M48 Patton. Tuy số lượng ít hơn hẳn so với M113, nhưng M48 lại là chiếc xe tăng có hỏa lực cực mạnh. Xe tăng chủ lực M48 được thiết kế với cấu hình cao, phù hợp với chiến thuật chỉ nhô tháp pháo lên bắn và che hoàn toàn thân, trang bị pháo 90 ly đủ khả năng xuyên phá giáp trước xe tăng T-54 và T-62 của Liên Xô. Nhưng đó mới là về xe tăng. Dù quả thực, thời đó, chiếc M113 và M48 Patton khá đắt đỏ, ta lại thu được số lượng nhiều. Nhưng nhiều đó cũng chưa thấm vào đâu so với con số 40 tỷ. Vậy trong gói tài trợ bất đắc dĩ này, Mỹ còn dành cho Việt Nam những khí tài gì khác? Không thể bỏ qua đó là loại vũ khí M16, vũ khí quốc dân được Mỹ sử dụng cực nhiều tại Việt Nam. M16 luôn được nhắc tới như một vũ khí mang tính biểu tượng của cuộc chiến này. Nó được hãng Colt cải tiến từ súng Amalai AR-15 và bắt đầu biên chế trong quân đội Hoa Kỳ từ năm 1967. Đây cũng chính là khoảng thời gian chiến tranh Việt Nam bắt đầu chuyển biến leo thang, đồng nghĩa với việc lính Mỹ cùng khẩu súng trường M16 phải đối đầu với lực lượng quân giải phóng cùng những khẩu AK-47 của Liên Xô. M16 được thiết kế để cả những binh sĩ thuận tay trái cũng có thể sử dụng. So với các mẫu súng trường tấn công khác của Mỹ, khẩu M16 rất sang chảnh với phần vỏ làm hoàn toàn bằng hợp kim kim loại và nhựa, không có một chi tiết nào làm bằng gỗ. Đặc biệt, khả năng sát thương của nó vô cùng nguy hiểm. M16 có tốc độ bắn tối đa lên tới 950 viên một phút. Dù sử dụng cỡ đạn nhỏ, gia tốc đầu nòng của viên đạn 5,56 x 45 ly là cực kỳ nhanh, lên đến 960 m/s. Khi đâm xuyên vào cơ thể, phần đầu của viên đạn sẽ bị cản lại. Trong khi đó, phần đuôi vẫn duy trì gia tốc, dẫn tới việc viên đạn lộn ngược khi đi sâu vào trong cơ thể. Tiếp theo đó, do gia tốc không đồng nhất, viên đạn sẽ bị bẻ đôi và vỡ thành nhiều mảnh. Đầu đạn sẽ quay 180 độ khi bay ra ngoài cơ thể nạn nhân, trong khi đuôi đạn và nhiều mảnh vỡ khác tiếp tục di chuyển sâu hơn vào bên trong. Người bị trúng đạn phải chịu nhiều đau đớn, và nếu may mắn sống sót, sẽ rất khó để tìm ra các mảnh đạn trong điều kiện y tế thời chiến. Không những thế, khẩu súng này còn có thể bắn xuyên tường dày 10cm nếu ở khoảng cách đủ gần. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt do gia tốc đầu đạn của M16 là cực nhanh, khiến tầm bắn của nó xa hơn hẳn so với súng trường AK-47, vốn là trang bị tiêu chuẩn của quân ta. Với đường đạn rất nhanh và tốc độ bắn cao, súng trường tấn công M16 có khả năng bắn điểm xạ cực kỳ tốt, với khả năng bắn trúng mục tiêu ở cách tối đa lên tới 800m. Tuy nhiên, nhược điểm của khẩu M16 cũng rất nhiều, đến nỗi binh lính Mỹ đã phải kêu gào giữa chiến trường Việt Nam rằng không biết Lầu Năm Góc đã nhận của hãng Colt bao nhiêu phong bì mà lại cho binh lính của họ sử dụng một khẩu súng phế vật như vậy. Tỷ lệ kẹt đạn cao do không phù hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Nhiều chi tiết nhỏ khó bảo dưỡng, dễ hỏng hóc và dễ bị kẹt đạn. Điều này khiến binh lính Mỹ khổ sở hơn, vì mỗi lần kẹt đạn, họ gần như phải tháo rời khẩu M16 của mình ra hoặc sử dụng các công cụ đặc biệt như kìm để thông súng. Rất nhiều binh lính Mỹ đã tử vong, được tìm thấy bên cạnh khẩu súng bị tháo tung. Có lẽ họ đã thiệt mạng oan uổng chỉ vì khẩu súng của mình bị kẹt đạn không đúng lúc. Theo số liệu quốc tế, Hoa Kỳ đã viện trợ cho lính Sài Gòn khoảng 1 triệu khẩu M16. Khi bỏ của chạy lấy người, lính Mỹ cũng không ngần ngại vứt bỏ hết súng đạn. Có giữ lại thì cũng không thay đổi được thế trận, ngày càng trở nên bất lợi. Chính vì thế số lượng súng ta thu giữ được chắc chắn không hề nhỏ. Sau khi nhập kho, nó được ta sửa đổi để tiếp tục sử dụng. Biến thể của M16 được Việt Nam hóa với tên gọi M18 đã xuất hiện trong biên chế lực lượng đặc công và cảnh sát biển Việt Nam, được trưng bày tại lễ diễu binh mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010. Tài liệu lịch sử Không quân Nhân dân Việt Nam ghi nhận rằng, vào khoảng tháng 4 năm 1975, lực lượng không quân quân đội Sài Gòn sở hữu 1.193 máy bay các loại và được xem là một trong những lực lượng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Do đó, không có gì là lạ khi quân đội Mỹ đã để lại trên chiến trường Việt Nam rất nhiều loại máy bay vô cùng hiện đại, trở thành chiến lợi phẩm đắt giá cho quân đội ta. Đặc biệt phải kể đến trực thăng UH-1, còn có tên gọi khác là Huey,
là trực thăng quân sự đa năng do hãng Bell chế tạo theo yêu cầu của quân đội Mỹ năm 1952. Đây là loại trực thăng động cơ tuốc bin đầu tiên được sản xuất cho lực lượng vũ trang Mỹ. UH-1 ra đời trùng với thời điểm Mỹ gia tăng hiện diện ở Việt Nam và tiếng cánh quạt của nó đã đánh dấu sự tham chiến chính thức của quân đội Mỹ tại Việt Nam vào năm 1965. Đồi núi và rừng rậm nhiệt đới tại giải đất hình chữ S là chiến trường hoàn toàn khác biệt so với những nơi Hoa Kỳ từng tham chiến trước đó. Điều này khiến vai trò của trực thăng trở nên vô cùng quan trọng bởi nó có thể hoạt động tốt ngay cả khi bị hư hỏng nặng và cơ động ở nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Vũ khí trang bị cho UH-1 gồm 2 khẩu minigun M134 cỡ 7,62 ly điều khiển bằng tay và lắp ở 2 cửa hông. Súng có tốc độ bắn lên tới 4.000 phát một phút, tầm bắn tối đa 1.000 mét. Với cấu hình như vậy, trực thăng UH-1 thường được sử dụng để tiêu diệt các ổ đề kháng còn sót lại sau đợt dội bom rocket của máy bay cường kích hoặc trực thăng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe tăng, xe bọc thép và bộ binh tràn lên làm chủ trận địa. Tuy nhiên, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, có một biến thể của trực thăng UH-1 được sử dụng bởi quân đội Mỹ với vũ khí trang bị mạnh hơn rất nhiều, đó chính là UH-1 Gunship. Cấu hình của nó bao gồm hai hệ thống vũ khí thông dụng. Loại thứ nhất là M22 với 6 tên lửa chống tăng AGM-22B gắn ở hai tay treo bên thân. Trong điều kiện thực tế tại Việt Nam, gói vũ khí này rất khó phát huy tác dụng do chỉ phù hợp với nhiệm vụ chống tăng ở quy mô lớn trên địa hình mở. Do vậy, cấu hình này hầu như đã bị quên lãng. Gói vũ khí thứ hai mang tên M21, phổ biến hơn và cũng chính là hình ảnh gắn liền với những chiếc UH-1 Gunship gồm 2 khẩu minigun và 2 bó ống phóng Rocket Hydra gắn trên tay treo hai bên thân, mang lại khả năng tấn công mặt đất rất mạnh. UH-1 Gunship còn có ưu điểm nữa là độ linh hoạt rất cao, xoay trở nhanh, không kén chọn bãi đáp, có thể hạ cánh trên nền đất yếu lồi lõm như mặt ruộng. Thời gian đổ quân chỉ 10 giây. Tuy nhiên, nó lại là loại phương tiện dễ bị bắn hạ. Khác với các loại thiết giáp bọc thép, trực thăng UH-1 có thể dễ dàng bị hạ gục chỉ bằng các loại vũ khí cá nhân như súng trường. Điều này đã biến nó trở thành một mục tiêu cực kỳ giá trị với quân ta khi mà mỗi trực thăng khi chuyển quân có thể chở được hàng chục lính Mỹ cùng đầy đủ trang thiết bị vũ khí. Sau chiến tranh, có khoảng 50 chiếc UH-1 bị quân ta thu giữ làm chiến lợi phẩm. Đó là chỉ riêng UH-1. Tính tới tháng 5 năm 1975, bộ đội ta đã thu được khoảng 877 máy bay, trong đó có khoảng 20% chiếc đang trong tình trạng tốt, có thể sử dụng được ngay. Riêng ở sân bay Tân Sơn Nhất, do tháo chạy quá vội, quân đội Mỹ đã bỏ lại 76 máy bay vận tải quân sự các loại và 206 máy bay chiến đấu. Nghiễm nhiên chúng trở thành báu vật đối với quân đội ta. Với số máy bay mới này, không quân Việt Nam sau năm 1975 đã thành lập được thêm một số trung đoàn không quân phục vụ việc bảo vệ Tổ quốc. Nếu như các vũ khí lục quân quân ta thu giữ được rất nhiều, thì riêng đối với hải quân, ta chỉ thu được một số lượng hạn chế do khi thua trận, của lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã lấy tàu chiến, tàu vận tải, tàu đổ bộ làm phương tiện bỏ chạy ra nước ngoài. Tất nhiên, có một vài loại tàu lớn ta vẫn thu giữ lại và đưa vào sử dụng. Thậm chí không ít trong số này vẫn phục vụ tích cực cho tới tận ngày nay. Về lực lượng tàu chiến cỡ lớn, ta thu được một tàu khu trục hộ tống lớp EXO có lượng giãn nước 1.590 tấn, một khinh hạm lớp Banegas có lượng giãn nước khoảng 2.500 tấn và một vài tàu chiến cỡ nhỏ. Do đây đều là loại tàu do Mỹ sản xuất nên hệ thống vũ khí trên tàu có phần không phù hợp với ta. Theo lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam, sau năm 1975, ta đã tự cải tiến một vài tàu thay pháo Mỹ bằng pháo do Liên Xô sản xuất, trang bị thêm tên lửa đối không tầm thấp. Thậm chí có tàu ta đã thử nghiệm trang bị tên lửa hành trình chống tàu để tăng sức mạnh. Đó là chưa kể đến vô số đạn dược, bom, tên lửa, rocket, lựu pháo, pháo tự hành, xe vận tải, súng phóng lựu, máy móc, linh kiện máy bay bị quân Mỹ bỏ rơi trên đường tháo chạy khỏi Việt Nam. Theo các chuyên gia, số vũ khí mà Hoa Kỳ để lại tại chiến trường Việt Nam ước tính lên đến gần 40 tỷ đô la. Đây rõ ràng là một con số quá lớn nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với nỗi nhục mà chính phủ Mỹ đã phải trải qua. Quý vị thân mến, lâu nay Trung Quốc vẫn luôn muốn chiếm vùng biển của Việt Nam và trở thành bá chủ Biển Đông. Bất chấp phản ứng dữ dội của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn thúc đẩy bằng được yêu sách đường 9 đoạn để thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông. Vừa qua,
Reuters đăng tải phân tích dẫn lại một báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh vũ khí hạt nhân. Theo đó, Bắc Kinh thường xuyên duy trì ít nhất một tàu ngầm hạt nhân ở khu vực Biển Đông. Loại tàu này được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-3, có thể chở đầu đạn hạt nhân và đủ sức bắn đến Mỹ. Thế nhưng nhiều người cho rằng Trung Quốc không thể dùng vũ khí hạt nhân trên Biển Đông, đặc biệt là ở trong vùng biển Việt Nam. Vậy lý do khiến Trung Quốc không dám dùng vũ khí hạt nhân là gì? Nếu quý vị khán giả có cùng thắc mắc về câu hỏi này, quý vị hãy ở lại và tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay để tìm câu trả lời nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu video hôm nay, quý vị hãy chuẩn bị một tách trà, nhâm nhi tách trà đó và theo dõi hết video cùng đội ngũ chương trình nhé. Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Quý vị thân mến, vũ khí hạt nhân, tên tiếng Anh Nuclear Weapon, hay còn được gọi là bom hạt nhân, bom nguyên tử, là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hạt nhân hoặc phản ứng hợp hạch gây ra. Một vũ khí hạt nhân nhỏ nhất có sức công phá lớn hơn bất kỳ vũ khí quy ước nào. Sức tàn phá khủng khiếp của bom hạt nhân đến từ nhiều yếu tố, như sau vụ nổ tạo ra một quả cầu lửa với nhiệt độ lên đến hàng triệu độ C. Những nạn nhân ở gần tâm vụ nổ bị cháy hoàn toàn. Tiếp theo đó, sóng xung kích được giải phóng tạo ra những chấn động phá hủy nhà cửa trong bán kính vài km. Những cơn gió với vận tốc âm thanh cuốn theo lửa và nhiệt độ từ quả bom tạo thành các cơn bão lửa đốt cháy gây thương vong cho rất nhiều người. Hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản năm 1945 là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay vũ khí hạt nhân được sử dụng trong thời chiến. Quả bom có chiều dài 300 cm, đường kính 71 cm và nặng khoảng 4.400 kg, được thiết kế theo dạng bom kích nổ súng, nổ theo nguyên lý hoạt động của súng Little Boy. Quả bom được thả xuống Hiroshima với đương lượng nổ khoảng từ 13 đến 18 kiloton, tạo thành cột khói hình nấm cao 6.000 m và giải phóng bức xạ vào không trung quả bom, ngay lập tức giết chết 80.000 dân thường sống trong thành phố đó. Trong khi đó, Fat Man, quả bom nguyên tử thứ hai ném xuống Nagasaki 3 ngày sau đó, hiệu quả hơn Little Boy. Khi quả bom này lấy năng lượng từ plutonium và tạo ra vụ nổ lên tới 21 kiloton, tạo thành cột khói hình nấm dài hơn 8 km và cướp đi sinh mạng của 40.000 người. Sức công phá khủng khiếp của bom hạt nhân đến từ nhiều yếu tố, như vụ nổ tạo ra quả cầu lửa với nhiệt độ có thể lên tới hàng triệu độ C. Những nạn nhân ở gần tâm vụ nổ bị bỏng hoàn toàn. Sau đó, sóng xung kích sẽ được giải phóng, tạo ra sóng xung kích phá hủy các tòa nhà trong bán kính vài dặm. Gió với vận tốc âm thanh mang theo ngọn lửa với sức nóng từ quả bom tạo ra bão lửa thiêu rụi nhiều nạn nhân. Tuy nhiên, có một yếu tố hủy diệt khác của bom hạt nhân mà chúng ta không thể nhìn thấy, nghe thấy hoặc ngửi thấy, đó là bức xạ. Vì loại vũ khí này lấy năng lượng từ các phản ứng hạt nhân, nên khi nó phát nổ, bức xạ sẽ được giải phóng vào không khí. Khi tiếp xúc với bức xạ quá lâu, cơ thể con người có thể bị bỏng, đục thủy tinh thể. Trong đó, tia gamma đặc biệt nguy hiểm, có sức tàn phá rất cao, gây ra các bệnh về bức xạ, ung thư, thậm chí là đột biến gen, ảnh hưởng đến đời sau. Một thế hệ con cháu của nạn nhân có nhiều thương vong trong cả hai vụ ném bom nguyên tử đã chết một thời gian. Sau đó, do nhiễm phóng xạ ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, dù hai quả bom mà Mỹ sử dụng đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của bom, nhưng con người đã tạo ra những quả bom nhật hạch có sức công phá gấp hàng nghìn lần Little Boy và Fat Man. Tsar Bomba của Liên Xô là quả bom mạnh nhất từng phát nổ trong lịch sử loài người, với đương lượng nổ lên tới 50 megaton, tương đương với 50 triệu tấn thuốc nổ TNT. Vụ thử này có thể được nhìn thấy ở khoảng cách lên tới 1.000 km, tạo ra cột khói hình nấm cao 64 km. Ngay cả những phi công lái máy bay mang bom trong cuộc thử nghiệm này cũng chỉ có 50% cơ hội sống sót. Hiện nay, có 9 nước trên thế giới tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân với khoảng 15.000 đầu đạn hạt nhân. Và con số này vẫn ngày một tăng lên, dù nhiều nước trên thế giới đã ký hiệp ước giới hạn kho vũ khí hạt nhân và không tùy tiện sử dụng vũ khí hạt nhân vào các nước khác. Và trong 9 nước đang sở hữu vũ khí hạt nhân, có 3 nước là Mỹ, Nga và Trung Quốc có những vũ khí mạnh đến mức có thể nhắm vào bất cứ mục tiêu nào trên thế giới. Đặc biệt trong những năm này, Trung Quốc được đánh giá có sự gia tăng đáng kể cho kho vũ khí hạt nhân từ 350 lên 410 đầu đạn. Thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc sẽ không thể dùng vũ khí hạt nhân với Việt Nam về tranh chấp trên Biển Đông, xuất phát từ những nguyên nhân như sau. Đầu tiên là Trung Quốc đã cam kết chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trong tài liệu mới công bố. Trung Quốc tuyên bố nước này có lịch sử khởi xướng nguyên tắc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước NFU và rằng các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nên từ bỏ
các chính sách răn đe phủ đầu. Năm 1964, khi Trung Quốc lần đầu tiên đạt năng lực hạt nhân, nước này đã cam kết thực thi NFU. Trung Quốc kêu gọi các cường quốc hạt nhân giảm vai trò của vũ khí hạt nhân như một phần của chính sách an ninh quốc gia, dừng phát triển và triển khai các hệ thống chống tên lửa đạn đạo, dừng triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung đặt trên mặt đất ở nước ngoài. Đặc biệt mới đây, Pháp và Trung Quốc đã cam kết thúc đẩy không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đây là tuyên bố chung của Pháp, Trung Quốc được công bố ngày 7 tháng 4 sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Emmanuel Macron tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trung Quốc và Pháp tái khẳng định cam kết thúc đẩy không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ hạt nhân và sử dụng năng lực hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tuyên bố nêu rõ hai nước ủng hộ mọi nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình ở Ukraine dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời phản đối các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, phát biểu tại một hội nghị về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm ngày 2 tháng 8, Vụ trưởng Phó thông thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định như sau: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước để củng cố các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trung Quốc không cạnh tranh với kho vũ khí hạt nhân của nước khác và giữ kho vũ khí hạt nhân của mình ở mức tối thiểu cần thiết cho việc bảo vệ an ninh quốc gia. Vụ trưởng Phó thông cam kết trong bất cứ hoàn cảnh nào, Trung Quốc sẽ không phải là bên sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT là một thỏa thuận quốc tế quan trọng nhằm ngăn ngừa sự lan tràn của vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân, thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân và hỗ trợ giải pháp hạt nhân kể từ khi ra đời vào năm 1968. Hiệp ước đã có 191 nước tham gia, bao gồm 5 quốc gia vũ trang hạt nhân chính thức là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Nguyên nhân thứ hai, vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng trong trường hợp nước sở hữu vũ khí hạt nhân bị đối thủ áp đảo bởi vũ khí thông thường. Thế nhưng trường hợp này không thể xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc, bởi nếu so sánh về vũ khí quân sự hiện đại thì Trung Quốc mạnh hơn Việt Nam rất nhiều lần. Sẽ không có chuyện vũ khí thông thường của chúng ta áp đảo được Trung Quốc. Nhìn lại chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 thì chúng ta có thể thấy Trung Quốc huy động rất nhiều vũ khí hiện đại cùng lực lượng vô cùng đông đảo để xâm lược Việt Nam. Nhưng bằng tinh thần đoàn kết, chiến thuật khôn ngoan và kinh nghiệm chiến đấu qua nhiều cuộc chiến, quân ta đã đánh thắng giặc Tàu. Trận chiến đó đã trở thành nỗi ô nhục trong lịch sử quân đội Trung Quốc. Kính thưa quý vị, nếu quý vị thích những thông tin mà chúng tôi chia sẻ, vậy quý vị đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận để ủng hộ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Nguyên nhân thứ ba, vũ khí hạt nhân bị cả thế giới phản đối và lên án. Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân TPNW được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua từ năm 2017 sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021. Tổ chức Greenpeace, Hòa bình xanh có trụ sở tại Hà Lan cho rằng có những lý do sau đây để ủng hộ việc cấm các quốc gia sử dụng, phát triển, thử nghiệm, bố trí, dự trữ và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân như quy định của TPNW. Lý do đầu tiên phải kể đến là vũ khí hạt nhân gây ra những hệ lụy tàn khốc. Cách đây hơn 75 năm, vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã ném một quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, khiến 78.000 người thiệt mạng ngay lập tức. Tới ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ lại ném một quả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản, khiến 27.000 người thiệt mạng ngay tức thì. Khoảng 400.000 người đã chết sau đó vì các căn bệnh liên quan đến nhiễm phóng xạ và các vết thương do hai quả bom nguyên tử của Mỹ gây ra. Điều đó nhắc nhở chúng ta về sức mạnh hủy diệt vô cùng lớn của vũ khí hạt nhân. Bị sử dụng vô tội vạ với thường dân và binh lính, vũ khí hạt nhân rõ ràng đã tàn phá và có tác động lâu dài tới các thế hệ tương lai, Greenpeace khẳng định. Lý do thứ hai là vũ khí hạt nhân không có tác dụng đối với các thách thức của toàn cầu hiện nay. Bom nguyên tử có thể tạo ra bức tường thành nào để chống lại các mối đe dọa chính của thời đại chúng ta hiện nay như biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố hay các cuộc tấn công mạng. Vũ khí hạt nhân hoàn toàn lỗi thời và không thể đối phó với các thách thức của ngày nay. Thay vì góp phần duy trì hòa bình, vũ khí hạt nhân lại gieo rắc nỗi sợ hãi và sự nghi kỵ lẫn nhau giữa các quốc gia, Greenpeace nhấn mạnh. Lý do thứ ba là việc phát triển vũ khí hạt nhân rất đắt đỏ. Theo Greenpeace, trong những thập niên vừa qua, chi phí liên quan tới vũ khí hạt nhân là không ngừng tăng. Thực tế này được ghi nhận ở tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới. Ước tính trong giai đoạn năm 2010 đến 2020, chi phí cho phát triển vũ khí hạt nhân của các quốc gia này lên tới gần 1.000 tỷ đô la.
Giá như số tiền này được dành cho y tế, giáo dục, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ các nạn nhân sống sót sau hai vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki, cũng như các dịch vụ khác nhằm bảo đảm an ninh con người, Greenpeace nêu rõ. Lý do thứ tư là tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về phổ biến vũ khí hạt nhân. Để đối phó với nguy cơ này, ngay từ năm 1970, thế giới đã có Hiệp ước Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân, NPT. Với mục tiêu là ngăn chặn các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, phát triển loại vũ khí này, trong khi yêu cầu các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cắt giảm kho vũ khí của mình. Tuy nhiên, theo Greenpeace, nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn rất lớn. Làm sao có thể tuyên bố rằng an ninh của một quốc gia là dựa vào chính sách răn đe hạt nhân, trong khi các quốc gia khác lại được yêu cầu không sử dụng phương tiện bảo đảm an ninh này? Quý vị thân mến, trên đây là những lý do mà Trung Quốc không thể dùng vũ khí hạt nhân đối với Việt Nam. Thế nhưng dù vậy, có thể thấy hiện nay, Trung Quốc đang cố tình thôn tính Biển Đông bằng nhiều hành động vô cùng ngang ngược, bất chấp dư luận quốc tế ra sức phản đối. Trung Quốc coi Biển Đông là một cửa ngõ thuận lợi để bành trướng xuống phía Nam, với ý đồ biến đất nước của họ, vốn là một đại lục, trở thành một quốc gia có cả biển đầu tiến xuống Biển Đông. Trung Quốc có nhiều ý đồ về cả kinh tế, thương mại, hàng hải, tài nguyên, nhiên liệu, nhất là dầu mỏ, khí đốt, nguồn máu nuôi sống nền kinh tế Trung Quốc. Các quần đảo như Hoàng Sa, Trường Sa, các bãi đá ngầm thuộc chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á, thậm chí là cả các mưu đồ về an ninh quốc phòng, đối ngoại và chính trị, nhất là vào đúng lúc Mỹ đang có chủ trương xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Một bước đi quan trọng của Trung Quốc dẫn đến việc gia tăng sử dụng các biện pháp phi quân sự, bao gồm các cải cách quân sự của Chủ tịch Tập Cận Bình để tạo ra một cơ chế Trung Quốc trực tiếp kiểm soát PLA, thành lập lực lượng hỗ trợ chiến lược SSF, cơ quan giám sát chiến tranh mạng và điện tử, chiến tranh tâm lý và nhận thức, và đặt lực lượng hải cảnh CCG dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của quân đội Trung Quốc. Trung Quốc đã cố gắng thay đổi nguyên trạng thông qua các xung đột cường độ thấp trong lĩnh vực hàng hải để tránh chiến tranh và tạo thế trận có lợi. Trung Quốc sử dụng hải quân PLA như một lực lượng răn đe, đồng thời sử dụng cơ quan thực thi pháp luật của lực lượng hải cảnh và lực lượng dân quân biển để quản lý cường độ tranh chấp, để không dẫn đến xung đột vũ trang, trái lại gây áp lực lên đối phương, từ đó từng bước mở rộng quyền và lợi ích của Trung Quốc. Hồi giữa tháng 5 mới đây, tàu nghiên cứu hướng Dương Hồng 10 với sự hộ tống của hai tàu hải cảnh 4303 và 5303 cùng một số tàu dân quân biển đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, EEZ. Cụ thể, nhóm tàu này đã đi vào lô 403 và hướng về phía lô 501B, 501C, nơi có mỏ Sao Vàng, Đại Nguyệt, hoặc theo SCMP cuối tháng 4 đưa tin, Trung Quốc đã mở một nhà hàng lầu trên đảo Phú Lâm, một phần của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là một trong những đảo lớn nhất trong các đảo của quần đảo Hoàng Sa. Cần nhấn mạnh một lần nữa rằng cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Mà theo UNCLOS, bất kỳ hoạt động nghiên cứu khảo sát nào trong EEZ đều phải được quốc gia ven biển cho phép. Dĩ nhiên, những hành động này được Việt Nam phản đối tức khắc. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định một lần nữa, Bộ Ngoại giao khẳng định chủ quyền của Việt Nam với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phản đối mọi hành vi xâm phạm các quyền liên quan và cho biết cơ quan đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam. Trung Quốc cô đơn trên trường quốc tế trong tuyên bố chung được công bố ngày 20 tháng 5 sau hội nghị thượng đỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Các lãnh đạo G7 cho hay họ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các lãnh đạo G7 phản đối mạnh mẽ bất cứ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc biện pháp cưỡng ép. Song song tại hội nghị quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 20 về thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, song các quốc gia cũng chia sẻ quan ngại về một số diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian qua, gây xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng tới quyền lợi và lợi ích chính đáng của các quốc gia ven Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc càng cần thực hiện DOC nghiêm túc, hiệu quả và đầy đủ tất cả các điều khoản của DOC. Trong đó đặc biệt là tôn trọng các nguyên tắc như thực hiện kiềm chế, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Đáng chú ý trong vấn đề này, chúng ta không thể không nhắc đến chính sách đối ngoại của Mỹ. Thách thức từ Trung Quốc đã trở thành một trụ cột trong kế hoạch chính sách đối ngoại của Mỹ và được thể hiện rõ ràng qua các thông báo chính thức, các tài liệu chính sách cũng như mối quan hệ với các đồng minh chủ chốt. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã tập trung vào việc thúc đẩy các nền dân chủ đối phó với Trung Quốc qua việc làm hồi sinh nhóm an ninh Quad, rồi trong tuyên bố chung Mỹ-Nhật
cũng nhằm đến sự cưỡng ép và hành vi bắt nạt của Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chuyên gia Pháp Valéry Niquet từng khẳng định chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông hay Biển Hoa Đông không chỉ bị các nước láng giềng của Bắc Kinh là Việt Nam, Philippines, Nhật Bản phản đối, mà cả cộng đồng quốc tế đều bày tỏ thái độ như vậy. Bởi vì Trung Quốc chỉ đơn thuần giải thích các tuyên bố chủ quyền của họ bằng nguyên nhân lịch sử. Nếu như vậy thì Hy Lạp cũng có thể đòi chủ quyền trên toàn bộ biển Địa Trung Hải. Hơn nữa, những tuyên bố khá mới mẻ đó của Trung Quốc lại không xác định được một cách rõ ràng như Philippines, Việt Nam và các nước khác yêu cầu. Có thể nói Biển Đông trong đó có một phần thuộc chủ quyền của Việt Nam, một phần là tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Đó là nơi không phải thuộc sở hữu của riêng Trung Quốc, mà nước này muốn làm gì thì làm. Do đó, việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển này không chỉ là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN và Trung Quốc, mà còn thể hiện trách nhiệm của hai bên đối với cộng đồng quốc tế với những hành động ngang ngược thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi thời gian gần đây, các nước liên tục đưa ra các tuyên bố bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Cộng đồng quốc tế cũng luôn theo dõi chặt chẽ chính sách an ninh và xu hướng quân sự của Trung Quốc. Thế nhưng, để đối phó với một Trung Quốc ngang ngược, cần sự đoàn kết của các quốc gia và cần hơn nữa là sự thực thi công lý. Và sẽ không quá khi nói Trung Quốc đang cô đơn trên trường quốc tế chỉ vì tham vọng độc chiếm Biển Đông. Quý vị thân mến, cuối cùng, mình xin được dẫn lời của Đại sứ Vũ Hồ. Các nước cần phát huy, nói đi đôi với làm, biến các cam kết chính trị thành các hành động cụ thể, phù hợp trên thực địa. Cần lấy các quy định của luật pháp quốc tế và UNCLOS làm kim chỉ nam cho các hoạt động trên Biển Đông. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của kênh, quý vị hãy để lại bình luận phím số 1 và để lại phím số 0 với ý kiến không đồng ý nhé. Thay mặt đội ngũ kênh Thầy Thắng Công Chức, từ tận đáy lòng, bài biên tập chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Bây giờ mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh Thầy Thắng Công Chức đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.